đó, hạt bí ha, hạt bí hạt chưa mời bà con chưa. Ông anh vô hạt bí. Ông mà mấy nhung. Mấy chú lớn tuổi vô cắn không chưa. Chị lo cười. Hạt bí nó mềm hơn. Đúng rồi, bí mềm hơn. Bí mềm hơn. Mềm hơn. Dạ. Dạ ngồi ghế kia. Dạ. Dạ mở. Nào quý chị. Lâm rồi cô. Dạ ghê rút rồi. Đây mà. Bài bác đủ đây đó. Cô là bây giờ là đang xếp hàng để chờ chút nữa có cái thời gian nhất định của chú anh chị chờ đông bà con thì anh Kiều sẽ đó. Phát gạo đó với lại con. Tiền chờ thời gian con chờ đợi nhé. Đúng giờ à cô Năm à, chào cô nha, cô có phiếu không cô? Cô Năm đã về công ty Sài Gòn về, cô phiếu không? Có 100 cái phiếu. Cô phiếu không? Có 100 cái phiếu. Cô phiếu không cho về á? Cái gì? Ngày hồi sáng đi đi chợ tới giờ luôn hả con? Ừ. Xuống người ta cho bánh đúc nữa nè. Cho cổ ngồi cuối cùng á. Trời cho cổ ngồi cuối cùng. Giờ cho tôi 10 cái gạo chú ơi. Hết rồi, hết cái gạo. Hết hết vé rồi, hết vé rồi. Cho 200 nữa nha. Tướng xa quá mà, tụi tôi đâu vàng đâu mọi người. Vàng này đây đây. Đem vàng nhà mà đi nhận mời xin 10 cái gạo. Cổ tới xin 10 cái gạo. Cô Năm Lan bây giờ mà đeo vàng về ai cho? Cô Năm, cô Năm. Đứng đây, ủa không biết đường bẹn vô. Dạ hả? Con Năm có đi chào hết mọi người đi. Cổng không biết đường bẹn vô đây. Con Năm có đi chào hết bà con đi. Chào hết cả nhà. Chào hết bà con. Con đây nè. Lê né cô hơn nữa đổ. Cái gì đó yến xào tàn bánh này gì quen quen nhỉ? Bánh đúc ăn ngon ngon con. Bánh đúc rồi đem vô con. Thay áo trắng cô ơi. Có áo trắng không? Rồi thay áo trắng đi cô. Em nghe nè, em nghe. Rồi hát đi. Rồi rồi em nghe em biết rồi. Chúc tất cả quý bà con cô bác sức khỏe. Có ca sĩ luôn cô chú anh chị ơi. Ồ, như bị Nha Trang vô tay. Để lấy mic ra hát được rồi. Thôi ra được rồi. Lấy mic cho nó dài lắm hát ngày này rồi. Mấy công. Nhớ lại ngày nào cùng ngắm em nơi bay xa tầm hồ khơi nhìn đoàn tàu bốn thả em nghe, mặt nước biển xanh em đềm mảnh bóng núi sao xa càng dương gió nhẹ lá buông rồi 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 mình. Để tóc em bay theo lượng sông bồng bềnh, anh say đắm nhìn biển trời tỏ gồng, nhìn bãi cát mịn màng phẳng lặng trắng như gương. Khi bên em lòng giàu và thiếu thương, tâm sự đổi dấu mong sâu thành sự thật, để tình yêu ta luôn nồng nàn chung thủy như biển Nha Trang soi mặt ngang mây chiều. Dạ hết rồi, hết rồi, hết rồi. Bài nữa. À, cô chú đang chờ nghe bài nữa đi. Bây giờ con tặng câu nữa nha. Câu nữa, câu bài cẩm giang ơi. Câu luôn. Cô chú nè, ông người nè, giơ tay lên. Cẩm giang đó anh. Bây giờ con tặng một câu vọng cổ trong cái đoạn Trần Giả Cẩm Giang nha. Cẩm Giang cô. Anh hát còn là chén xỉu luôn á. Đó. Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan băng và dần dưỡng kia tắt lèm đi gió dùng trời giống bão nhưng tình cảm ấy ta trọn đời chúng tôi thì đừng nói tiếng biệt thương cho lòng anh thêm tan nát đừng khóc nữa em ơi dẫu biết giờ đây chúng ta chia xa mọi người mỗi ngã những công bạo lực nào ngắn được tình yêu ấy ta trọn đời chúng tôi thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn.
trần. Cho dù người ta có dùng quý quyền và bạo lực cũng không thể nào chia cách được đôi ta. Cầm giang ơi đồng đời đôi ngả chia ly, mà hai ta bị đặt trong vòng ngang trai. Nếu kiếp này mình không được sống gần nhau, tiện lại kiếp sau mình bền duyên ta tóc. Trời ơi, hay quá. Hay quá cô chú anh chị ơi. Cái buổi từ thiện hôm nay bà con tới thì đông đủ nè. Rồi có hạt dưa nè, hạt bí để dùng, nước trà đào để uống, rồi có nghệ sĩ để hát nữa nè cô chú anh chị. Trời ơi, chị Thương hết biết vậy đó. Lát nữa người ta bị viêm họng nè, người ta hát không nổi, chị cùng bắt hát cái câu Trần Giá Cống Giang như chị nghe chị mất chịu. Chị Thương hiểu hết biết. Thì em nói vậy nè, bây giờ là em đang bị ho vì sức khỏe nên là em hát cái câu nào nó đó. Chị thì anh phải nói lý do ra thôi. Chị biết là em đã uống thuốc mấy hôm nay rồi. Đúng không? Uống em mức tuần cái hôm mà em chưa đi lần. Nói gì mà chị cũng đành đoạn chị bắt em phải hát cái câu Trần Giá Cống Giang. Mình có thể từ chối khéo mà. Mà em nghĩ là anh uống hết tuổi. Anh chú hát hả? Nhân dịp các thành viên đã về trong làng xóm để hỗ trợ cho bà con này, cũng rất vui với lại cho các thành viên và lối về xóm nhỏ. Rồi. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt nườn lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm mềm, tâm mãi chính người anh thân mẹ hiền, lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng che đôi non, tiếng là xuống làng thôn làm cho đôi má im thêm tròn. Đã lên đồng mắt trà tươi sáng tôi chờ mong tiếng hò cô gái bên Cửu Long. Mơ rằng mai lúa lên đầy bông, chiều hôm nay quay gió nghiêng gương về thôn sớm để vui cho ngày mùa, đường về thôn quyệt chân bên nhánh lúa. Vẫn trắng nghiêng xoay mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dân đây đó, đường về thôn niềm vui đó đây. Ồ, hay quá chú ơi. Lát nữa phát thảo xong là con mời chú lại hát karaoke tụi con nha. Hát con tối luôn chú. Chặt quá con không đem ra đây rồi. Thì con chú nào có hát bài cho vui nha. Đó, phục vụ. Rồi, còn bà con nào muốn hát nữa không? Chị Tư có bài nào tặng cho bà con không? Bài gì vậy? Mày đừng có gầy hàng nha. Gầy hàng nữa. Mày đừng nghe lời nó bậy gì. Cô Năm là ca sĩ tình nhất ở đây rồi. Anh yêu ơi, khán giả yêu cầu anh hát bài Miền Trung. Miền Trung hả? Anh thuộc bài đó. Có bài gì mà liên quan tới Miền Trung đi. Cô thích bài nào hát bài đó đi. Trời, cô hát đi cô. Có nhạc. Kệ đi cô hát chạy đi. Hát chạy đi, thấy chú đi không? Rồi anh yêu là từ chối rồi cô chú anh chị ơi, do lô bu công việc nên cô chú anh chị thông cảm nha. Đâu được đâu cô, mình hát đi cô. Hồi nãy nghe mày. Ủa sao đổi nón đỏ là sao ta? Rồi, nón đỏ đâu? Nè, nón đen nữa nè. Nón đỏ mới đúng. Thôi ta lớn nhất cho ta đổi nón tím đi. Được cô, mình nghe tập thể với cô. Lớn nhỏ gì mình cũng nghe tập thể hết cô. Ủa chị Lon không có nón hả? Ủa nón em đâu? Chị Lon không ạ.
Cái đội đi. Ồ, thì tính ra là chị cũng vậy rồi, chị kêu cô năm đội mà chị đâu có đâu. Chị có cái cục này chị đâu không được. Không được, phải gắn đội chứ mà chị. Con của bán vừa có nước uống nè, vừa có là gì? Học dưa nó nhai luôn trời ơi. Bà con của bán nào gan yếu yếu nhớ cắn cẩn thận nha. Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.